Chương một. Khó khăn buổi đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong cái lớp ồn ào và nhốn nháo 11 a một trường A, chúng may trật tự đi. Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến nên nghiêm túc một chút nào, giọng con lớp trưởng đanh thép đập vào tai chúng nó, tiếng kẽn vào lớp bọn nó vẫn rất ồn ào, cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Trật tự Chắc các cô các cậu cũng biết tôi rồi nhễ mười năm tôi hoạt động trong trường vsc cái tên bà la sát do các anh các chị đặt tôi chắc có cần giới thiệu về mình người tôi cần giới thiệu là bạn học sinh mới lê yến chi xin mời em mời em lê yến chi ạ à. gọi mãi có thấy nó cô thì đi tìm gọi điện cho bố nó các bạn thi cũng sốt sắng muốn gặp người bạn mới Ai mà biết đâu nó đến sớm xem danh sách rồi ngồi trong lớp ngủ từ bao giờ rồi ý, nó thì say sư biết đâu ngoài đó ồn ào vì mình, cho đến khi một tiếng chân bước tới, e hèm, hèm hèm, à dạ dạ thưa cô. Em Lê Yến Chi à, rất, rất vui làm quen các. Các bạn A, à, học sinh mới à, đó là Lê Gia Hoàng. Học sinh cá biệt của trường nè. Cô ta xong đời rồi, mới đầu đụng phải đại ca. Nhục thế. Chắc cô biết đó là chỗ của đại ca, những tiếng xì xào bàn tán, lớp trưởng đi gọi cô giao rằng tìm DCHSC mới rồi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.